Với anh Phi chào các bạn nha. Hôm nay mấy anh em mình đang làm mấy cái bẫy nhông để chuẩn bị vô cái mùa nhông mới mình đi đặt cả nhà. Sẵn cũng quay để chia sẻ cái cách làm cái bẫy nhông đến các bạn. Anh Phi đang gắn ống vô trong cái cọng dây thép. Mình làm bằng cọng dây chì thì cũng được nha cả nhà, nhưng mà đặt ngoài nắng ngoài mưa thì nó mau mau hư cái cọng này. Còn này thì mình lấy ở trong cái vỏ xe, trong cái dành vỏ xe ra ra mình lấy thì nó bằng thép, nó không có bị oxy quá nhanh như là cọng dây chì. Còn những cái ống này thì mình cắt một đoạn khoảng 5 cm đó cả nhà. Mình cắt rồi xong mình vuồn cái lỗ. Cái lỗ này thì để mình chọt cọng dây vô. Mình làm cái thòng lọng ở trong. Cột lại bằng cố định bằng nhựa rồi thì mình nhiễm miếng keo dán sắt lên, mình chích miếng keo dán sắt lên cho nó cố định lại luôn, cố định cái góc của nó luôn cả nhà, không có bị lung lay. Cái cọng kẽm này thì mình làm cũng vừa phải thôi cả nhà, chừng 2 gang thanh vị. Hơn 2 gang cả nhà. 40 cm. Đây là sau khi anh Phi cột và chích keo dán sắt lại nè cả nhà. Cái góc ở đây thì mình để mình ghim xuống dưới, mình ghim xuống làm cái chân chịu. Còn cái cần này thì mình để mình cột dây vô. Mình lòn dây vô trong đây, mình làm cái vòng trước rồi mình sẽ móc lên trên cái ngọn này. Anh Phi làm tiếp cái thứ hai rồi mình sẽ làm cái thòng lọng nha cả nhà. Mình sẽ lòn vô, mình móc vô trong cái ống rồi mình sẽ bắt dây lại, mình cột chéo lại. Cả nhà nhớ chú ý là cái lỗ vùi mình á, mình vùi trên cái ống á, mình quay xuống dưới nha cả nhà, quay xuống dưới để mình làm cái thòng lọng nó nằm ở dưới. Thì hồi Duy sẽ hồi khi mà bắt cái cần vô thì Duy sẽ nói kỹ lại ha, nhưng ngựa phân phi. Mình sẽ chích keo vô, cố định vô. Mình quay cận cảnh từng cái quá trình làm luôn, cả nhà xem và làm theo nha. Lấy đôi bào mình cắt những cái phần mà chỉ thừa. Cẩn thận để dính keo dán sắt nha cả nhà. Bây giờ anh Phi sẽ làm cái gút để mình làm cái thòng lọng. Sẽ luồn vô trong cái
luồn vô trong cái ống, sẽ là một cái gút. Cái gút này mình sẽ chừa một cái kẽ hở như cả nhà, để cho nó chạy, mình lòn cọng dây vô, mình làm cái thòng lọng nó chạy, nó rút lại, nó không có cột chết lại nha. Đó. Có tạp âm hơi ồn mà các bạn có nghe được thì các bạn thông cảm cho gì nha. Mình sẽ cột lên trên ngay chỗ cái chỗ mà cọng sắt mình bẻ cong lại cả nhà. Mình cột vậy nó không có bị vuột cái chỗ cột của mình ra. Cái móc sắt đó là dễ giữ cho cái cọng dây của mình nó không có bị chạy ra cả nhà. Đó. Đó. Nó không có bị chạy ra nha. Anh Phi sẽ để cái cọi cò vô. Anh Phi làm cây cò, em quay lại cái cách làm cây cò luôn cho các bạn thấy ha. Thì anh em mình làm tới 30 cần nữa cả nha. Đi cưa. Mình dùng cưa, mình cưa cho nó ấy cả nhà, mình cưa cho nó nhanh. Mình cưa cái góc 90 độ cho nó vuông cái góc với cái cần. Vuông góc. Đó. Mình làm bằng dao cũng được nhưng mà cưa thì mình thấy nó tiện hơn. Cái nào cũng được nhưng mà quan trọng là cái góc nó phải vuông. Khi mình đặt vô trong cái ống thì nó vuông góc với ống thì nó sẽ cây cần nó sẽ nằm im. Chừng cái tay anh Phi hơi nguy hiểm. Cái này mà lỡ cả nhà ấy cái nó có cái nó có gãy cái khúc này thì mình cột lại, lấy chỉ mình cột lại cả nhà, mình chích miếng keo gắn sắt vô nữa là nó rất là cứng luôn, nó không có bị sức. Để mình bỏ cái đó thì nó hơi uổng, hơi phí công ha. Mình chỉ cần lấy nhợ mình cột lại cái thôi, là mình nhử cái em sắt vô là nó cứng luôn à. Phi đang cắt cái chỗ để mình cột cọng dây lại cho nó được cứng, cố định lại được, không có chạy. Hơi dài anh Phi, hơi dài, mình sẽ chỉnh sửa lại cho nó vừa với cái lòng ống cả nhà. Cái đường kính của cái ống. Ok. Rồi. Mình sẽ rút cái ống lại. Mình sẽ làm cái thòng lọng. Thank you.
cái gọng dây này thì nó mềm thì mình để mà mình làm cho cái gọng dây ngay chỗ cái thòng lọng nó được mà cứng và nó cố định đó, thì mình ở đây mình sẽ hái cái quả thị để mình chà lên cái cọng dây. Thì các bạn ở chỗ các bạn không có quả thị thì các bạn có thể là làm bằng cái sáp đèn cầy, nhưng mà sáp đèn cầy nóng cả nhà, mình chà lên cọng dây. Cái quả thị này thì nó có cái mũ của nó, khi mà nó khô cái mũ nó sẽ có cái độ cứng để làm cho cọng dây mình nó cố định lại cái dòng của mình nó được cố định, nó không có lỏng lẻo cái dòng. Hôm qua thì mình tính làm bằng sáp đèn cầy, nhưng mà anh Phi ảnh có đi rừng, ảnh hái quả thị anh để sẵn rồi, thì mình lấy cái quả thị này mình chẻ ra mình làm. Chưa khô, nó khô lại nó sẽ cứng như thế nha. Anh Phi ấy thử tay nha. Đó. Rồi sẽ dính liền cả nhà, nó dính ngay cái cổ nhông. Đây xong một cái bẫy nha cả nhà. Một cái bẫy nhông. Cả nhà có thể coi lại cái bẫy của gì nha. Cái cò ống. Ống này mình sử dụng là ống 42 nha cả nhà. Mình quên nói với cả nhà nữa. Là ống 42. Ống 49 cũng được nha cả nhà, nhưng mà ống 49 thì nhông bự nó rất là nhát. Hầu như là nhông bự, nhông lửa thì nó không có vô mấy cái bẫy này, rất là khôn. Nó thấy cái vật cản chướng ngại vật ở trước hang là nó không có ra đâu, nó không có lên đâu. Đó. Mình có thể là làm cái vòng xong rồi mình sẽ đánh dấu cái chỗ để mình làm cái cò cho nó được hợp lý với cái vòng, nó không có bị dư quá, nó cũng không có bị ngắn quá nha. Mình làm cái vòng, thắt cái vòng xong rồi mình đánh dấu cái chỗ mình làm cái cò, nó dư ra hồi đó khoảng 5 cm á, mình làm cái cò là hợp lý cả nhà. Đó. Rồi thì giờ anh em mình sẽ tiếp tục làm những cái bẫy này. Thì cả nhà thấy video có hay thì nhớ ủng hộ kênh giúp hai anh em ha. Thì mỗi chiều khi mà thời tiết nó tốt, mình sắp xếp công việc xong thì mình sẽ đi test cái bẫy này nữa nha. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi test cái cần này các bạn. Mình đang đi một con đường vô trong rừng. Một con đường đá đỏ, con đường rất là hoang sơ luôn đó nha. Giờ mình sẽ mang theo con đường này để mình kiếm thêm những cái hang nhông để mình đặt. Hết rồi, cầm theo hết rồi. Đầu mùa thì nhông của mình nó cũng chưa có lớn, do là nhông nó lớn là nhờ cái mùa mưa cả nhà. Mưa lên những con côn trùng mối mọt đồ á, nó cung cấp thức ăn cho nhông nên nó sẽ nhanh lớn hơn là mùa nắng. Ở đây hôm qua mới mưa hay gì hả anh Phi? Ở trên mình đâu có mưa mà sao ở đây có mưa ta? Nè, nhìn đất mình thấy nó có cái dấu mà mới mưa xong. Đây mà có một cái hang nữa nè cả nhà. Để tí mình tìm cái hang bự hơn mình sẽ
nói cho cả nhà biết cái hang của nó ha. Cái hang này nhỏ quá thì mình nhìn chuyên nghiệp thì mình sẽ biết, còn còn mình mới vào bẫy thì sẽ khó biết nha. Miệng hang nó sẽ láng và ở những chỗ mà trước miệng nó sẽ có cái dấu, cái đuôi nó kéo ra kéo vô. Cái hang bự thì mình sẽ nhìn dễ thấy ha. Này hôm qua có mưa rồi nè. Vào những ngày mà trời mưa xong á, rồi sáng hôm sau trời ửng nắng lên á, thì dông nó sẽ ra, nó ăn rất là sớm. Lúc mà trời hé nắng lên nó sẽ ra nó tìm thức ăn. Với một phần là do mưa nó lấp cái hang của nó lại á, nên nó sẽ sáng sớm á, nó sẽ đào cái hang để nó chui ra. Mà nhìn những cái hang nào mà nó có cái cát nó đùng đùng lên trước miệng á, là sẽ có nhông nó ở trong. Mình sẽ đặt những cái hang đó là sẽ dính tỷ lệ rất là cao các bạn. Ở đây gần đường nên nhông cũng dễ bị phát hiện. Đây, chúng nó thường làm hang ở những cái bãi cát như vậy nè. Các bạn có thể thấy là trước cái miệng hang nó có dấu đi tới đi lui á, nên cái miệng hang nó rất là láng. Mũi con nào hôm nay nó cắn mà cái tay mình nó nhức luôn. À, trong cái đám cỏ, cái đám cây này thì mình thấy một cái hang nữa các bạn. Thì mình chỉ đem một số cần đi test thôi, còn một số mình chưa có làm xong hết. Đi đặt nhông này cái vất vả nhất là cái mà giăng nắng đó các bạn. Tại vì nhông nó toàn ở ngoài chỗ cát chỗ nắng không à. Mình thì phải đi giăng nắng, đi tới đi lui để tìm hang của nó. Toàn là ở ngoài nắng không à. Bộ môn này thì những người đam mê thì mới mới chịu được. Còn những bạn mà sợ nắng đâu thì chắc là không có đam mê bộ môn này. Có chạy gì ấy, lục lọc trong đám lùm anh Phi. Khu đất trống này ngon ghê luôn mà không có hang ta.
mình thấy có một con nhông nó dính kéo cái bẫy mình ra khỏi hang luôn rồi cả nhà. Một chú nhông khá là to. Do là đặt ở dưới đất cát nên cái chân trụ của mình nó không có được cứng, nên là mấy con nhông nó sẽ nhổ đi được. Những con nhông thềm, nhông bự thì nó sẽ kéo bẫy mình đi luôn, nó không có vướng chướng ngại vật gì là nó sẽ kéo đi mất cái bẫy luôn. Một chiến lợi phẩm đầu tiên của tụi mình. Đây là cái hang của nó nè các bạn. Dính nè. Dính con ở đây rồi. Chậm ra đi ha. Để cái máy nửa tiếng hồ mà không lên. Sâu ghê trời. Con này sâu ghê. Đi nó dài nó ngồi. Nhỏ. Này kiếm bự có tầm cái này nhiều. Về để anh đâm thả. Hôm nay ở khu này không có hang nhiều để đặt các bạn ơi. Nay đặt được cái 5-6 cần ở đây. Con này cũng chậm. Các bạn thấy mình không có, mình cắm ở chỗ đất cát cái nó đem nó nhổ cái cần lên nó chạy vậy. Đây trúng mấy con nhông bự là nó sẽ dời cái cần mình đi luôn. Dính này các bạn ơi. Rồi. Trình độ chết cam như vậy là bị đuổi việc rồi. Nhỏ xíu rồi. Thả đi anh Phi. Thả giờ tháng này tháng sau nó lớn đi. Bé quá. Mưa xong rồi đặt thì rất là dễ bắt được những con nhông này. Giờ là mình nhìn thấy cái hang đó mình biết là có nó hay không, mình đặt là nó sẽ dính liền rồi các bạn. Đây là cái giống nhông cát, nhông nhỏ. Còn giống nhông lửa thì nó sẽ lớn hơn rất là nhiều lần và nó sẽ sống lâu hơn, rất là khôn. Mấy con này thì nó không có bằng con nhông lửa. Đây thì có mấy con nó ra ngoài trước rồi, mình bẫy được 3 con hả? 4 con luôn mà thả con, còn 3 con. 6 cần. Còn cần nữa không? Con này thì nãy nó chạy ra ngoài phía bên đó. Rồi, giờ mình sẽ về.